Anh nhớ không? Lúc trước bé trả lời cũng là một từ thôi. Vậy em bữa thi xong về thầy con có nói gì không? Không ạ. Kỳ công. Không ạ. Kỳ công. Nếu mà mình hỏi thăm thì chắc em cũng nghĩ chúng ta chỉ nhận được một câu trả lời là không ạ thôi ạ. Thôi giờ con nhảy đi. Và bây giờ sẽ là lúc con bước vào thử thách, có hồi hộp không? Không ạ. Không ạ. Thế mình có thi không? Có ạ. Có ạ. Không ạ. Có ạ. Không ạ. Rồi, thế thì không kể con đợi lâu hơn, chúng ta sẽ bước vào thử thách đầu tiên của bé Trường Giang ạ. Yeah. Chúng ta hãy cùng đến với thử thách ở đêm bán kết của siêu tài năng nhí Nguyễn Trường Giang.